coi cho mấy người thầy chuẩn bị post lên mạng đây. Giúp được tao thầy. Đương nhiên. Bóng tay hay sao thầy? Đã có ngày tháng năm sinh giờ sinh là phải xử lý được chứ. Dạ. Thầy nghe giọng con thầy có thấy gì đặc biệt hay có gì khác thầy? Thầy mình lập lá số đã. Dạ. Ok. Sinh ngày dương bao nhiêu vậy? Ngày mùng 7 tháng 1 95. Mấy giờ? 8 giờ sáng, 8 giờ 30 sáng. Con có vòng theo đấy. Có không thầy? Có vòng nữ theo. Ui. Mấy người thầy? 3 người. Đẹp trai quá. Nữ hết hả thầy? Nữ hết. Người à? Thầy có hình con chưa thầy? Sao? Thầy coi mấy cái thông tin con đưa cho thầy chưa thầy? Đọc rồi. Thầy đọc rồi. Thứ nhất là con có vong nữ theo nhá. Bởi vì trong lá số tử vi này á là con sẽ số rất khổ về tình duyên này. Nhá. Và cái xu hướng về tậu về giới tính ấy của con của con nó sẽ không phù hợp đối với người phụ nữ. Bởi vì nam mà lại cung thiên di lại thái âm, gặp đào hoa địa kiếp gặp sao thai ấy nhá, là số mà dễ giới tính của mình dễ mong manh lắm. Chết con này. Chết chưa? Chết không? Chết luôn. Về giới tính là dễ mong manh, nghĩa là con thể hiện ra ngoài ấy, là một người, nghĩa là con phải nhớ này, cung thiên di của con này nó chính là cái xã hội đánh giá về con thế nào. Thứ nhất là thái âm là sao của nữ, được chưa? Đào hoa sao thai là cái sao cũng nữ nốt. Lại sao thái âm là sao âm tính, lại đóng cung âm ở cung thiên di nữa nhá. Nên là xã hội họ đánh con là một đánh giá là mình là một cái người nữ tính. Đó, đấy là thứ nguy hiểm nhất đối với đàn ông đấy. Thì con có số như thế. Cái nữa là khi mà chụp ảnh gửi cho thầy này, còn chụp ảnh này, còn cả ảnh không mặc áo nữa, cả nguy hiểm. Con ở nhà con có mặc áo đâu thầy, nóng gần chết, mặc áo. Tiếp nữa này con nhìn nha, cung mệnh của con thiên đồng. Mệnh thiên đồng đã là cái mệnh mà chủ về hay thay đổi này. Bản thân mình cũng hơi nhút nhát này. Rồi không ổn định này, đấy là mệnh thiên đồng nhá. Ngoài ra ấy, cung thân của con lại cư tài bạch, lại thân cư môn hãm rồi. Mệnh thì ổn nhưng mà thân xấu nhá. Có nghĩa là gì? Con người tư duy tốt nhưng cách hành động, cách con ứng xử nó không hợp lý. Dạ đúng rồi. Đó. Thì con bị lỗi là cái lỗi do hành động của mình. Nhiều lúc mình không kiểm soát hành động của con. Mà nhất nữa lại có 3 vòng nữ đi theo nữa thì nó kiểm soát hành động của con kinh khủng. Là nó sẽ rất hay ghen với người yêu của con và nó tổ chức lắm. Con sẽ giống như một người phụ nữ. Con cãi nhau với người yêu của con như kiểu là đánh ghen ấy. Đấy. Nên là con bỏ đi là chuẩn rồi. Thế bây giờ con gọi người ta ra được không? Sao tự nhiên đâu ra vong nhiều vậy? Thì cái tội đẹp trai kiếp trước lại tán nhiều cô xong rồi không lấy cô ấy nữa. Đây này. Có, ủa con có rồi thầy. Ừ, kiếp trước này, kiếp trước là cô thái dương hãm địa này nhá. Rồi đại hao cô thần địa kiếp thiên không linh tinh hóa kỵ. Kiếp trước lừa nhiều em quá thì kiếp này các em đi theo đòi nợ. Kiếp gì ạ? Thật mà, thầy có nói đùa đâu. Đó. Thế này, con có một cung phúc đức rất là dữ dội quá, toàn sao xấu thôi. Đó. Nên là con có nhiều cái oan nghiệt lắm, sinh ra nhưng mà cuộc đời hay gặp những cái sự oan trái. Dạ đúng rồi. Những cái gì con kể với thầy nghe thì thầy đúng là thầy cung phúc đức này do tiền kiếp của con như thế nên kiếp này con hay gặp những việc như thế. Xấu. Dạ. Ủa mà con gặp được cái cô kia y chang chỗ Thiên Lương cư tại Mùi luôn thầy. Nhưng mà cô có quả tú địa không?
Dạ đúng rồi, mà bị xa cách hơn năm mà thầy. Ờ. Con xét y chang luôn, con xét thấy giống y chang, không có gì khác. Đúng rồi. Từ gia cảnh rồi đến thân thế rồi tài năng rồi tính cách đó thầy. Ờ. Rồi, thế thì con cái lá số này của con nó lỗi từ cung Phúc Đức cơ, nghĩa là lỗi từ kiếp tiền kiếp. Đúng rồi. Nên là bây giờ chịu khó xem tử vi rồi đi xem cho nhiều người, không lấy tiền, đừng có như thầy. Con có giúp nhiều người mà con có Thầy lấy ai đâu. ngày xưa ấy là thầy xem free nhiều rồi. Khi mà thầy bắt đầu xem tử vi, thầy xem cho hàng nghìn người, vài nghìn người không lấy tiền, không dám lấy. Đó. Nghìn người luôn rồi. Đúng là phần vài nghìn người ấy. Đấy, xong rồi đến một cái lúc là thầy chính thức đi làm thầy tâm linh ấy, là người thầy dạy thầy về cúng bái này, về 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 chữ Hán ấy, về dạy làm thầy cúng á. Thầy bảo là từ ngày hôm nay con được gia nhập môn phái của thầy rồi, và con là người bây giờ con được phép lấy tiền rồi, coi như đây là một nghề chứ không phải là một cái ấy nữa, một cái việc đi làm công đức nữa, và con phải có lấy tiền để con có phương tiện đấy, để con hoạt động, để con mở rộng thêm cái khả năng của con. Con cũng giống như những người khác, con cũng có những hóa đơn cần phải thanh toán, cũng phải đổ xăng xe để đi, cũng phải mua máy tính rồi máy quay để phục vụ cho cái việc xem xét, rồi cũng phải thờ Phật thánh, rồi cũng phải lập điện, rất là rất rất nhiều điều. Và thầy của thầy yêu cầu là gì, con phải lấy tiền để con có phương tiện để phục vụ. Nếu con chỉ nếu con xem free không, con không lấy tiền thì con đến một lúc nào đấy con sẽ rất nản và con sẽ không tiếp tục làm được nữa. Dạ đúng rồi. Và từ đấy trở đi thầy mới dám lấy tiền mọi người đấy. Ủa thế con làm như vậy được không thầy? Con phải từ từ, bởi vì con muốn làm được thầy thì thầy hôm trước thầy phân tích rồi, muốn làm được thầy điều kiện cần là cung Phúc Đức phải to đấy, cung Phúc Đức phải tốt. Hai nữa con phải có ân quang thiên quý chiếu mệnh, ba là phải có tứ linh chiếu mệnh, long trì Con phượng các hoa cái có gì bạch vậy? hổ. Con chả có gì vậy? Đúng rồi, nên con sẽ không làm thầy tâm linh được, con chỉ làm thầy giáo được thôi. Mà con xem được trước thầy, con coi được trước ta luôn. Con coi được, nhưng cái nếu mà con không có cung Phúc Đức tốt ấy thì con sẽ không được Lộc. cái đỡ đằng sau lưng tốt thì không có lộc lâu dài. Dạ đúng rồi. Các nhà tâm linh thường họ sẽ có lộc một thời gian nào đấy thôi thì họ sẽ hết, bởi vì nếu như họ có cách tu tập tốt, họ làm công đức tốt, họ duy trì được cái phong độ của họ thì họ sẽ dài. Còn nếu như họ lạm dụng việc đấy vào chuyện kiếm tiền này, rồi mua bán đất cát này, rồi phục vụ cái mục đích tư lợi cho họ thì họ sẽ rất manh, nhất nhất nhanh mất khả năng đấy. Thầy rất hiểu việc đấy, và khi mà thầy có kiếm được tiền thì thầy cũng thường mang xây đỉnh đền chùa này Con cũng tính vậy, con cũng tính làm vậy mà. đó. Rồi thầy làm những cái bài này thầy post lên internet cho mọi người, mặc dù thầy mọi người trả cho thầy 500 một lá số như thế này thôi, những người Việt Nam ấy, nước ngoài thì nhiều hơn, nhưng mà cũng so với công sức của mình để làm ra một video như này nó chả thấm vào đâu cả. Và cũng một ngày cũng không xem được quá nhiều lá số, bởi vì nó cũng phải còn Tốn thời gian. rất nhiều hoạt động khác nữa, phải đọc sách rồi phải nghiên cứu rồi còn phải làm rất nhiều những việc offline nữa đó. Nhưng mà thầy sẵn sàng làm video, thậm chí quay lại màn hình rồi post lên internet cho mọi người, để cho mọi người xem và cùng 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 xem ấy, để mọi người có những cách tư duy chuẩn xác về tử vi đó. Có những người mà thấy thầy xem sai hoặc nhầm chỗ nào thì họ sẽ comment lại và thầy ơi thầy nhầm âm dương nghịch lý hợp tận lý rồi, ví dụ thế nó kia đấy. Đấy thì có thể là trong một lúc nào đấy mình không để ý lắm, mình nhìn nó lướt qua nhanh thì mình có thể nhầm, thì mọi người sẽ comment lại. Hoặc là có rất nhiều người bây giờ xem kênh của thầy để học tử vi, và thầy giúp được rất nhiều người sau những cái video này là đam mê môn tử vi rồi, có nhiều người nghiện luôn, nhắn tin cho thầy là bây giờ nghiện xem video của thầy rồi và động viên thầy là post thêm các video khác. Con cũng thích xem, À. con xem hết. Xem hết à? Xem hết ạ. Thế sau khi xem các video của thầy trình độ đã tăng lên tí nào chưa? Dạ, nhiều chứ. Đúng rồi. Những cái một lần thầy xem cho người khác đấy là một lá số điển hình. Thầy xem là xem trực tuyến luôn, nghĩa là thầy không có thời gian để nghiên cứu lá số của họ trước.
thường là lúc xem mà thầy mới gọi họ và đọc ngày tháng năm sinh giờ sinh, và lúc đấy thầy mới bắt đầu nghiên cứu loa số. Nghĩa là mình vừa tư duy vừa nói, vừa tư duy vừa nói. Đấy, một ông thầy tử vi là bây giờ mới rửa sách ra xem thế nào thì còn lâu mới xem được. Học đến khi nào mà tất cả những thứ nó, các sao nó nằm sẵn trong đầu mình, nó nhuần nhuyễn rồi, các cách cục nó nhuần nhuyễn trong đầu mình. Đấy, và nó đóng ở đâu là trong đầu đã biết nó là thế nào rồi. Nhìn lá số tử vi chỉ cần xem cung bệnh ở đâu thôi, hám hay đắp, liếc một phát là sẽ biết được, à đây là lá số như thế nào, nó có thể nói được. Thì để mà làm được như thầy thì phải có, người ta hay gọi là có căn ấy. Căn là căn, thế còn có căn không? Căn ấy là căn duyên. Căn là căn duyên, là từ tiền kiếp ấy. Đấy, có nghĩa là có căn duyên từ tiền kiếp. Nghĩa là chẳng qua là tiền kiếp thầy làm thầy tử vi rồi, nên kiếp này lại làm thầy tử vi thôi. Nên khi là khi thầy nhìn vào tử vi, nó giống như cái gì, nó là một cái lối mòn từ xa xưa rồi, nó ăn một tiềm thức của mình lâu rồi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sau những bài giảng của thầy thì mọi người tự biết được là lá số mình tốt hay xấu, giàu hay nghèo, cung nào xấu là mọi người biết hết mà. Rồi năm nay của mình nó đại vận nó rơi, tiểu vận nó rơi vào đâu, đại vận nó rơi vào đâu, tháng nào tốt, tháng nào xấu. Thậm chí có người là học thầy cũng biết được ngày tốt ngày xấu theo lá số tử vi của mình rồi, là còn biết được giờ tốt giờ xấu nữa rồi, nên là cũng phổ cập được tương đối tốt rồi. Và sau ngày 20 tháng 11 thì thầy sẽ tập trung hơn về vấn đề đào tạo. Thầy sẽ đang làm các giáo trình để dạy tử vi cho cái lớp cơ bản đầu tiên. Thầy có lớp rồi thầy. Tử vi Việt Nam sẽ làm khóa đầu tiên để dạy những người mà chưa biết gì về tử vi cả. Đó là từ những cái lúc mà sơ khởi bắt đầu tiên. Nhưng học một cách bài bản từ đầu. Còn đây là cách thầy nói như thế này á, để cho mọi người thấy rằng là tử vi nó chính xác, nó đúng, và nó là một cái môn rất hay, vừa mang tính khoa học, vừa có tính chất tâm linh, vừa có tính chất là quy luật nhân quả, hiểu không? Để cho mọi người có hứng thú thôi. Thế còn sau này thì sau ngày 20 tháng 11 thì thầy sẽ đưa ra các video dạy mọi người từ lúc đầu tiên, như là từ những thứ sơ đẳng nhất, các nguyên tắc, các chòm sao như thế nào, tại sao nó lại thế. Yeah. Ủa mà thầy xem được con là chừng nào cái cô kia có quay về được? Cô kia quay về hả? Bây giờ con nhìn thế đấy. Con thấy đúng y chang mà sao? Con nhìn thế này, sang năm ấy, sang năm con còn đen hơn nữa. Năm nay con còn có sao vũ khúc. Sao vũ khúc là sao cô độc, nhớ chưa? Nhưng năm nay con cảm giác rất là cô độc, đúng không? Vì tiểu vận của con năm nay nó rơi vào cung Tuất. Cung Tuất là cung này, đúng rồi. Thì sao vũ khúc là sao cô độc. Thầy có một cô bạn mà năm nay cũng rơi vào sao vũ khúc. Cô rất cô độc. Năm nay cô không có người yêu. Cô đang có người yêu nhưng năm nay không yêu nữa. Và cô cũng... đúng rồi, cô cũng không buồn việc đấy. Nhưng mà đúng năm nay cô ấy cô độc thật, một mình luôn. Đó, thế thì cái sao vũ khúc là một cái sao mà cô độc. Đại vận đến sao vũ khúc thường là cô độc. Thế là con năm nay rơi vũ khúc cô độc nhá. Nhưng mà sang năm ấy con lại rơi vào cái tròm này mới ác này. Thái dương hãm địa là gì? Lại đại hao cô thần kiếp sát thiên không linh tinh hóa kỵ nữa, là con sẽ gặp rất nhiều chuyện thị phi, thậm chí chán đời. Đó, cái sao kiếp sát đi với sao linh tinh hóa kỵ nha, cô thần ấy, đó là cái sao mà dễ tự tử. Cái chòm đấy là cái chòm dễ tự tử, bắn vào đầu mình chết, đúng rồi. Nên là nếu như con không có một cái tinh thần tốt, đón nhận cái sang năm là cái đại vận và tiểu vận rất xấu của con, thì con dễ tự tử. Nhớ chưa? Có lẽ là trời đất cũng run rồi, nói để cho con gặp thầy ngày hôm nay, thầy nói cho con biết ngày mai ra sao đấy, sang năm ấy. Vì nếu như không nói cảnh tỉnh con, sang năm sẽ là năm tự bắn chết mình, tự tử luôn. Bởi vì con quá lắm, con vô chùa rồi chứ con không có tự tử. Đúng rồi, bởi vì nó quá xấu. Sao Thái Dương hãm là gì? Là cái sao mà lãn công, có nghĩa là làm việc gì cũng bại, không ai nhờ đến mình luôn. Lụng bại nhá. Sao Đại Hao là gì? Không còn xu nào nữa. Sao Đại Hao nó tương đương với Thái Bạch ấy. Thái Bạch là mất sạch cửa nhà ấy. Đại Hao mà đóng năm đấy là không còn gì, không có tiền luôn.
tiêu hết, mất hết. Đó, sao cô thần là sao cô quả, lạnh lùng, nghĩa là tự nhiên tự kỷ, sao đấy là sao tự kỷ đấy. Nó lại chiếu. Sao năm sau có cung thê nó chiếu thầy? Cung thê thì gì chiếu à? Thầy chưa nói đến cung thiên di, thầy đang nói cái cung đính chính cung đã, để phân tích cho con thấy nó khổ nước ác nước nào đã nha. Thì sao cô thần nó đóng vào sang năm thì con sẽ là gì, là cô quả lạnh lẽo, không thích giao thiệp với người khác, đóng cửa phòng ngồi mình tự kỷ, được chưa? Cộng với sao kiếp sát, sao kiếp sát là cái sao vũ phu đấy, đánh người này, vũ phu đúng rồi, không đánh người khác mà đánh chính mình, như là bắn chết mình đấy, tự tử thì sao kiếp sát nó nguy hiểm. Kiếp sát nằm ở cung này là nguy hiểm lắm đấy, cung tù nha. Rồi sao thiên không, sao thiên không nó đóng một phát là tự nhiên có ý tưởng rồi dại ngay, vì sao thiên không là cái sao rất quái, nó làm cho mình mông lung, đúng rồi, là rất nhiều ý tưởng nó không bình thường, nó sẽ diễn ra khi sao thiên đại vận, để tiểu vận hay sao thiên không. Sao linh tinh là cái sao cũng rất vớ vẩn, nhiều điều nó không thuận đến với mình. Linh tinh cũng là một trong những lao lục bại tinh ác, nó cũng tạo cho mình, nó tạo ra sự thất bại nốt. Còn kinh hơn nữa là sao hoắc kỵ, có nghĩa là gì, sự thị phi, sự vu oan giá họa, sự đen đủi nó đến với mình nữa, hiểu không? Thì tất cả những cái thứ đấy nó dồn nén cái con người đến chân tường và người ta dễ tự tử nha. Nên là trong tử vi nó có tròm sao tự tử đấy, ok chưa? Nên sang năm là năm siêu hạn của con, nên là chuẩn bị tinh thần sẵn đi, đi tu đi. Ủa mà ân quang không cứu được hả thầy? Đấy, ân quang cứu được nếu con vào chùa. Đúng rồi. Đấy là cửa sống của con đấy, nhớ chưa? Sang năm vào chùa một năm nhá. Không thì ra Hà Nội thầy cho ở chùa thầy năm. Sao con học hành này kia, thạc sĩ này, học hành biết học hành làm việc biết. Con chưa đấy, thầy còn chưa nói là sao địa kiếp nhá, tam hợp chiếu vào nhá. Sao địa kiếp nằm cung thiên di chiếu vào cung phúc đức của con sang năm. Kình dương nữa, hãm địa nữa, địa không nữa, đấy là cung ù chết của con đấy, sau này con cũng chết ở cung này đấy, nhớ chưa? Cung hợi, cung tỵ của cung hợi là cung chết của con. Đó là cự môn hãm địa nữa. Cự môn là gì, là chính là thiên di của sang năm, con hiểu không? Đấy, sang năm của con vừa mệnh xấu mà cung thiên di cũng xấu, có nghĩa là gì, mình đã rất thất vọng rồi, nhưng mà cái môi trường sống của mình, cái xã hội nó lại tạo ra những áp lực nữa, lại xấu nữa. Đó. Ồ, có thiên quý này. Đúng rồi. Không, thiên quý nó chỉ giải được một phần nào thôi con nhá. Nếu vấn đề là chúng ta có tín ngưỡng, ân quang thiên quý chỉ tốt khi chúng ta có tín ngưỡng. Nhá, con tín ngưỡng rồi. Rồi, mình phải tin vào một đấng thiêng liêng, ví dụ như tin vào Đức Phật, tin vào Quán Thế Âm Bồ Tát, tin vào Chúa Trời thì con mới vượt qua được, sao ân quang mới cứu được con. Còn không có ai cứu một cái người mà không tin mình hết. Đúng rồi. Vậy đúng rồi. Con ấy sang năm nên là người ta cũng có hai câu thề là sống bằng niềm tin. Câu đấy không phải là câu thề đâu mà nói thật đấy. Lúc đấy nếu có niềm tin sẽ sống được. Rồi. Nhưng rất may con là cung nô bộc của con có tử vi thiên phủ cứu cánh. Nên là con cũng được lộc rồi, được tiền tài từ người khác cho mình. Ai cho? Bạn bè. Bạn bè này, cha mẹ này, đấy những người mà huynh đệ này, những người mà tất cung nô bộc nó nói chung mà. Nó sẽ tạo cho con có tiền bạc, tài chính, không sợ. Đấy may đấy. Ủa mà có quan phụ là hình như là bị ta lừa đảo này, quan phụ. Quan phụ không, quan phụ mới ác chứ quan phụ thì bình thường. Hai cái sao đấy nhưng mà sao quan phụ có quan lộc. Quan phụ thì mới ác chứ quan phụ thì không ác lắm. Quan phủ nằm cũng quan lộc thì hoặc là đi làm thanh tra người khác hoặc là bị thanh tra. Con làm bên tòa đúng không thầy? Tốt quá. Làm tòa thì lại ngon, bởi vì con có sao cự môn, con có sao cự môn nằm cung tài bạch này. Thầy vừa xem một lá số của một cô bé người nước ngoài, người Ý á. Cũng thân cũng sao cự môn giống hệt con này. Mệnh cũng thiên đồng này, vừa giống hệt luôn, thầy vừa xem xong. Nhưng mà cô không đẹp bằng của con bởi vì cô gặp triệt không đúng chỗ. Con lại có cái sao tòm tử vi thiên phủ nằm tại cung dần không gặp triệt, lại có lộc tồn ở đấy nữa, nên là con được người khác nuôi nấng cho tiền bạc, số được người khác biếu tiền cho tiền, nâng đỡ về tiền. Đúng rồi. Ủa mà con tổng triệt nghi mệnh là nó không có phá mà. Tổng triệt ở đây thì lại ổn. Tuần triệt đóng ngay tại đấy là ổn. Ủa
vì thiên đồng hám mà. Những cung hám gặp tuần triệt mới hay. Gặp cùng lúc luôn á. Cùng lúc không sao. Cùng lúc thì cái đồ thị của nó hơi phức tạp tí nhưng không sao nhá. Ổn. Tuần triệt nếu mà như vậy thì không phải trước 34 là bị khó khăn. Nói chung là không phải mình con, mà đa số các lá số đều trước 34 đều khó khăn. Bởi vì thường là trước 34 tuổi hoặc trước 35 hoặc trước 36 tùy những người. Ví dụ con là kim tứ cục mà, tứ này là 4. Thì đấy là cái người ta gọi là nửa đời đầu trả nợ nghiệp. Có nghĩa là ai cũng thế, nửa cái đời đầu của mình là học tập trau dồi kiến thức, khai mở tâm linh, trả nợ tiền kiếp, nghĩa là nợ nần ai làm ra họ trả hết. Và sau cái cú sốc cuối đời đấy, nghĩa là gọi là tam thập nhi lập. Nhớ câu đấy không? Như là 30 tuổi trở lên ý, con người mới lớn. Các cụ nói ngày xưa ấy, thì qua cái tuổi tam thập nhi lập thì lúc đấy mới lập thân. Nghĩa là cung mệnh người ta không xem nữa mà chuyển sang cung thân. Và cung thân ấy chính mới là cuộc đời của mình. Lúc đấy mình mới trưởng thành. Cần công văn xương nên mệnh có lộc tồn này. Là trước vẫn có tiền. Trước 30 tuổi vẫn có tiền tài hay sao này? Về cung tài bạch của con gì? Dạ, mệnh lộc tồn, chủ mệnh lộc tồn. À, mệnh chủ lộc tồn, à đúng rồi. Cái sao lộc tồn, mệnh chủ lộc tồn là nửa đời đầu của con ấy là con thường được có tiền một cách thụ động. Có hiểu tiền đấy một cách thụ động là như thế nào? Dạ, ta cho. Đúng rồi, tiền có hai cách kiếm. Một là tiền đến chủ động, hai là tiền đến thụ động. Chủ động là gì? Mình phải đi kiếm, mình phải đi xin, mình phải vận động bản thân mình để kiếm tiền. Thì đấy là tiền đến một cách chủ động. Còn đến một cách thụ động là gì? Mình không cần làm gì cả, tiền vẫn đẩy vào tài khoản của mình, vẫn nhảy tưng tưng suốt ngày. Sướng rồi. Đó, thì cuộc đời sướng nhất là gì? Tiền đến với mình một cách thụ động. Và mỗi năm kiếm được khoảng 100.000 đô. Đó, thì gọi là cuộc đời sung sướng. Ờ, chủ về sao thân ông Văn Thương là chuyên về ca múa nhạc hả mẹ? Sao Văn Sương chính là cái sao về văn học. Sao Văn Khúc mới là ca múa nhạc. Sao Văn Sương về văn chương nghệ thuật, về văn chương ấy nhá, về ngôn từ ngôn ngữ. Sao Văn Sương là ngôn từ ngôn ngữ nhá. Tại sao là con dùng cái sao này kiếm tiền? Đúng rồi. Và cái sao Văn Khúc ấy thì mới nói đến nghệ thuật. Ví dụ chơi đàn hay, hát hay, rồi họa hay. Sao Văn Khúc là cái sao nghệ sĩ nghệ thuật. Yeah. Ok. Năm sau hình như con cưới vợ thầy. Kinh. Làm sao mà cưới được? Năm cô thần quả tú là cứ môn hãm mà được cái vợ. Bốc vào. Thiên hỷ này. Thiên hỷ chưa giải quyết được vấn đề. Cứ đến đại tiểu vận thiên hỷ là cưới tất ý. Thế một cô mà ông cưới hàng chục vợ. Năm 8 hoặc 9 mới chục. Nhớ là khi mà cưới ấy, là người ta phải luận rất nhiều chòm sao. Không phải là cứ luận nhìn cái gì là thấy cưới đâu nhá. Nhớ là xem tử vi người ta xem nhiều chòm sao. Ví dụ như người ta xem cung vợ chồng ấy, thì người ta phải ngó cung nô bộc xem là cái quan hệ nô bộc thế nào. À, thì người ta mới luận được cung vợ chồng thế nào. Nó, của con sao thầy? Ví dụ của thế. Con giàu có, nô bộc giàu có. Thầy đang nói với con mà. Thì con sẽ chọn, thường thì chọn cho cô vợ sẽ giàu, hơi giàu có một chút, có điều kiện. Là giống như chàng con nói thầy. Ờ, đúng rồi. Thông tin của con đưa cho thầy đúng không? Đúng rồi. Thì con phải nhớ rằng là đấy, khi mình xem một cung nào đấy thì mình đừng xem cung đấy không, mà mình phải liếc nhiều cung khác. Ví dụ như cung vợ của con nhá, nó chả liên quan đến cung nô bộc, không tam hợp, không nhị hợp, nhưng khi mà xem cung vợ vẫn phải xem cung nô bộc. Nhớ chưa? Ô, vợ con giàu kinh thề. Ừ, vợ giàu. Vợ giàu khiếp. Đúng rồi. Vợ giàu mà nhàn. Ờ. Nhớ thầy dặn chưa? Yeah. Xem tử vi không luận một cung mà phải luận n cung. Xem một cung thì phải luận 11 cung khác thì mới ra được chính xác kết quả. Mặc dù khi thầy luận trên internet này, thầy nói trực tiếp này là thầy không nói là thầy luận nhìn cung nào đâu, nhưng mà thật ra trong cái mắt đầu mình đó, mình chạy tất cả các cung rồi thì mình mới ra kết luận, chứ không phải là cứ nhìn vào cung đấy để nói đâu. Nhớ chưa? Yeah. Đúng rồi. Ví dụ như các ông cứ luận đại vận 64, 74, 84 nhưng người ta chết năm 34 tuổi rồi thì luận làm gì? Yeah. Đúng không? Yeah. Đó, vậy là... Nếu mà có sao tả phù hữu bậc chiếu cung phu thê là có người ngoại tình hay là sao? Cái đó là sao? Tả hữu chiếu cung... Tả phù hữu bậc. Chiếu cung nào? Thê. Chưa chắc.
vấn đề lúc đấy là phải xem đào hoa thế nào, rồi xem đại tiểu vận của họ có bị những cái sao phá tùy duyên với cô thần quả tú hoặc là phá quân chiếu không, rồi cái cung đô bọc quả có tốt không không, thầy nói tiếp xem cái cung đô bọc quả có tốt không đã, thì hãy luận là hai đời vợ. Có những người tả hữu ở cung vợ luôn nhưng vẫn không một đời vợ đấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái người yêu đầu tiên của họ ấy, rất say đắm, họ định cưới nhau nhưng chia tay nhau, thì đấy cũng có thể xem là một đời. Là được tính rồi. Đó, chính vì thế nên là luận tử vi không cẩn thận là nói người ta hai đời vợ là người ta đánh cho đấy. Hiểu không? Hồi đó lúc mà mẹ con mất anh con này, con nhìn thấy anh con. À. Con nhìn thấy anh con trong nhà. À. Vậy con là người yếu bóng phía đấy. Nhưng mà cả nhà không ai thấy, có mình con thấy à? Đúng rồi. Nam nhi như thế gọi là yếu bóng vía. Nhưng nếu mà xem kỹ các bài của thầy luận ấy, mặc chỉ có vong mới nhìn thấy vong thôi. Hoặc là mình mở luôn xa. Số 3, hoặc là vong nhìn thấy vong nhá. Nên những người như con là dễ bị vong ám, bởi vì con có ba cô ám cơ mà. Nên con thấy được các anh chàng khác là bình thường. Ủa nhưng mà bây giờ con muốn hỏi người ta xem người ta muốn gì không? Tất cả các vong linh đều muốn siêu thoát. Chẳng qua là tham sân si nên chưa siêu thoát được. Ở trong kinh Phật ấy có câu là cô hồn sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tòng thân khẩu ý chi sở sinh, nhất thiết cô hồn giai sám hối. Hiểu câu đấy không? Không. Đó, cô hồn sở tạo chư ác nghiệp, có nghĩa là cái linh hồn đấy tạo ra nhiều ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, có nghĩa là đều do tham sân si mà thành. Đó, tham thì thế nào trước thầy phân tích rồi, sân là thế nào thầy phân tích rồi, si thầy phân tích rồi đúng không? Rồi thì có thể nói ngắn gọn là tham là tham lam, tham ái, rồi thích sở hữu là tham, cái gì cũng muốn sở hữu, cái gì mình phải muốn mình quyết cơ. Đấy, thì đã tham. Sân là sân hận, là gì? Hay ganh ghét đố kỵ với người khác cũng không siêu thoát được. Sân hận mà, đúng rồi, sân hận. Người ta nói vài câu là ức chế rồi hận thù người ta rồi, vì một hành động người nào đấy mà người ta làm ác với mình không quên được, cũng không siêu thoát được. Đấy là sân. Si là si tình, si mê. Đấy, yêu ai quá cũng không siêu thoát được. Hoặc thương ai quá không siêu thoát được. Có những người thương con quá, con mình đang rất trẻ mà mình mất đi rồi cũng không siêu thoát được. Đó, và có những người là yêu cái anh chàng đẹp trai kia quá, bây giờ yêu lắm không siêu thoát được, thế cũng là si nhá. Đấy, thế là Phật nói là cô hồn sở tạo chư ác nghiệp, giai do phu thủy tham sân si, đấy đều do tham sân si, tòng thân khẩu ý chi sở sinh. Đó, thế thì muốn thoát đấy là thân này, khẩu này, ý, ba cái thứ đấy là phải chung, nghĩa là đều hướng tới cái bỏ cái sân tham sân si đi, nhớ nhá. Cả ba thứ thân khẩu ý phải bỏ được ba cái đấy ra thì mới thành công rồi. Có những người thì mồm nói mà không, tôi không tham đâu, nhưng mà trong đầu ấy vẫn nghĩ chiếm đoạt hoặc là sở hữu, thì đấy vẫn là gì, mồm thôi, khẩu tu khẩu nhưng mà ý không tu. Đó, có những người thì tu khẩu, mồm thì nói không thích đâu, đầu cũng không thích nhưng tay vẫn bốc. Là thân, hiểu không? Đó. Ủa mà thầy kiểm tra giùm con xem là con có trả hết nợ thầu quan này kia chưa, chứ lúc có tầm tháng 6, tháng 5, tháng 6 âm lịch con có cúng này kia lớn lắm này. Thế à? Dạ, thầy kiểm tra giùm con. Thầy thấy con đang có vong tiền kiếp đi theo thì có nghĩa là trả nợ thầu quan chưa được. Còn hả thầy? Bởi vì trong khóa lễ trả nợ thầu quan ấy là người ta vừa trả nợ tiền cho con, tiền nợ ấy, tiền tào quan nợ ở kiếp trước, đúng không? Vừa trả nợ các linh hồn mà con có thể giết, hoặc con có thể chém người ta, hoặc con giết người ta, hoặc con lừa tình người ta không siêu thoát được, người ta tiến hình nhân để người ta trả nhá. Hoặc là con phá chùa phá đình thì người ta đền lại cột chùa trụ chùa nhá. Hoặc là con chưa đọc hết các cuốn kinh mà con đã tái kiếp thì bắt đọc kinh tiếp là phải nộp bao nhiêu cuốn kinh nhá. Hoặc là con giết rất nhiều thú vật các thứ thì nó sẽ cũng là một cái mà nợ về con vật sát sinh, thì con cũng chưa trả hết thì cũng không được. Ở đây thầy vẫn thấy con ba phong nữ đi theo, cũng nghĩa là cái việc trả nợ tào quan của con chưa thành công. Chưa thành công hả
Ủa có cái sao nào mà bữa thầy nói với con là bị tốn nhiều tiền về cúng bái, bữa thầy nói là bạch hổ này. Đúng rồi, bạch Bạch hổ. hổ có chiếu này bữa Vâng, nay. máy quay của thầy đang chuẩn bị hết dung lượng rồi, bây giờ phải stop tại đây và cũng sắp hết pin rồi. Sáng mai thầy có khóa lễ sớm, chúng ta hẹn gặp nhau một hôm khác. Ok, bye bye, thầy sẽ làm phim gửi lên cho. Thầy rất hy vọng đây là một bài tốt mà nhiều người nghe để hiểu được thêm mọi thứ. Xin chào.